Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại đang là 12 giờ đi 5 phút 12 giờ đêm nha mọi người. 12 giờ đi 5 phút đêm. Và thực sự là Hùng cảm thấy rất là phấn khích, bởi vì là hôm nay bóng tập cổ tay sau khoảng gần 2 tuần hết hàng thì cuối cùng nó cũng đã về. Và lần này thì Hùng đã kiếm được cho mọi người 150 sản phẩm. Và Hùng tin rằng 150 sản phẩm này có thể sẽ hết trong khoảng từ 5 đến 7 ngày. Vì vậy mà ai có nhu cầu hoặc ai đã biết về sản phẩm này và đang muốn sở hữu nó thì hãy liên hệ Hùng ngay nhá. Còn những ai mà chưa biết về sản phẩm này thì hãy cho Hùng có cơ hội để giới thiệu với bạn. Ok, mình có biết đây là gì không ạ? Đây là quả bóng tập cổ tay. Đây mình sẽ cầm nó lên cho mọi người. Đây là một quả bóng tập cổ tay. Ok, có nhiều người hỏi Hùng là bóng tập sao nó mờ, chờ Hùng xem. Ok, vẫn nét mà. Bóng tập bên Hùng thương hiệu gì? Thì ok, thực ra thì Hùng từ lúc bán, Hùng bán vài nghìn quả rồi, Hùng cũng chả để ý đến nó là tên nó là gì, thì đây là tên của nó nha mọi người. Wiz Powerball. Ok, đây là loại bóng do một công ty chuyên sản xuất về các thiết bị bóng tập cổ tay này sản xuất. Nó có mã QR đây. Đây là một sản phẩm là của bên hãng, của bên Trung Quốc sản xuất nha. Hàng nội địa Trung Quốc nha mọi người. Đấy, thì cái bóng này Hùng đã chọn lọc nó ra từ gần chục loại bóng khác nhau. Hùng đã có kinh nghiệm phân phối và bán bóng tập 3-4 năm nay rồi. 3-4 năm nay từ khi nó vừa mới vào thị trường Việt Nam. Và Hùng đã phân phối những rất nhiều các loại bóng khác nhau rồi. Mọi người biết tại sao Hùng lại phân phối nhiều loại bóng khác nhau phải mà không phải là một loại không ạ? Đó là bởi vì trong cái quá trình từ năm này qua năm khác thì cái quả bóng tập cổ tay này nó ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng hoàn thiện hơn. Mới đầu thì nó còn sơ khai, nhưng bây giờ thì sản phẩm của nó là nó rất là tuyệt vời rồi. Và bây giờ thì với quả bóng tập cổ tay này, chúng ta khởi động, chúng ta không cần phải sử dụng dây nữa. Và cái bóng này thì tập lực văng của nó đã rất là lớn và nó chạy rất là êm và cầm tập rất là hiệu quả mọi người ạ. Vậy thì Hùng sẽ không giới thiệu mồm nữa, Hùng sẽ bóc nó ra và Hùng sẽ khởi động nó lên và hướng dẫn mọi người một chút nha. Có lẽ là Hùng sẽ kết thúc cái đoạn video này để chuyển sang đoạn video quay để giới thiệu quả bóng này cho mọi người hiểu hơn về cái sản phẩm này và cái tác dụng tuyệt vời của nó đối với người chơi cầu lông như nào nhá. Ok, xin chào tất cả mọi người, và Hùng đã quay trở lại. Vừa rồi thì mọi người đã nhìn thấy 150 quả bóng được xếp ở trên giường đúng không ạ? Và bây giờ Hùng sẽ xin phép dành một chút thời gian để giới thiệu cho những ai chưa biết về cái thiết bị và dụng cụ hỗ trợ tập luyện cổ tay cực kỳ hiệu quả này. Thì bây giờ Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Hùng sẽ lấy một quả bóng bất kỳ. Ok, trong 150 quả. Đây là quả bóng, đây là hộp của nó, mã QR. Cái này thì Hùng cũng chẳng biết check chiếc nào đâu. Anh em nào thích mày mò check thì check, đại loại là bóng rất là ngon, dùng rất là thích. Ok, sản phẩm Wiz Powerball. Đây là sản phẩm bóng tập cổ tay cải tiến hiện đại nhất hiện giờ. Ok, trên tay Hùng một quả bóng tập cổ tay, một thiết bị, một dụng cụ hỗ trợ tập luyện cổ tay rất là hiệu quả, rất là hiệu quả mọi người, nó sẽ có tác dụng cực kỳ nhanh. Và bây giờ thì Hùng sẽ bóc nó ra cho mọi người xem. Ok, Hùng sẽ bóc nó ra. Thì trên hộp nó có một cái hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Anh thôi. Đấy, đại loại mọi người không cần đọc cái này đâu, mọi người làm gì có trình độ tiếng Anh thì đọc đúng không? Có một số anh em mới có thể đọc được thì thôi, thì vứt cái tờ giấy này đi, nó chả quan trọng gì, bởi vì là mọi người sẽ được hướng dẫn ngay sau đây. Ok, cùng với đó đây, trong hộp quả bóng thì ngoài tờ giấy đó ra thì nó còn có một sợi dây này. Đây là sợi dây để chống rơi khi chúng ta tập luyện, bởi vì nếu mà quả bóng chúng ta tập luyện lực văng của nó rất là lớn và nếu mà chúng ta để nó rơi thì nó sẽ hỏng đấy mọi người. Thì mọi người hãy lưu ý trong quá trình tập luyện, nếu mọi người chưa quen với việc kiểm soát bóng thì mọi người nhớ đeo cái dây chống rơi này vào. Ok, thực chất thì mới ban đầu nhận được cái dây chống rơi này mình chả biết là cái gì, nhưng mãi sau mình mới tự hiểu ra, ít nhất thì mình cũng thông minh hơn khá nhiều người. Nhiều người họ không biết xỏ cái dây này như nào thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xỏ dây, và những ai có thể là không biết thì cũng sẽ. Ok, đây là một sợi dây trên quả bóng. Trên quả bóng thì ở phần cuối này nó có một cái lỗ như này, và chúng ta sẽ xỏ từ dưới lên. Chúng ta sẽ xỏ từ dưới lên. Ok, sau khi nó đã lọt lỗ rồi, việc tiếp theo là chúng ta cầm cái này, chúng ta xuyên vào giữa của hai bên dây. Đấy là chúng ta kéo. Vậy là cái dây chống rơi trong quá trình tập luyện thì chúng ta đeo nó vào cổ tay của mình. Ok, không may đang tập như này mà tuột tay một cái thì bóng không rơi và nó không bị hỏng. Nếu mà các bạn tập mà bị làm rơi hoặc va đập bóng thì Hùng sẽ không bảo hành đâu nhá. Sản phẩm này Hùng cam kết bảo hành 1 tháng cho mọi người nhá. Đấy, thì bây giờ sẽ tiến hành như sau. Ok, đeo dây rồi. Với bản thân Hùng thì Hùng tập quen rồi, Hùng điều khiển được bóng rồi, nên là nhiều khi là Hùng chả cần đeo dây này vào, cảm giác vướng hơi khó chịu anh em ạ. Hùng sẽ tháo nó ra. Với Hùng thì Hùng sẽ tháo nó ra. Nhưng mà thôi, Hùng cứ xỏ vào rồi thì Hùng cũng sẽ để nha, để Hùng tập. Hùng sẽ không đeo vào nó cổ tay vì cảm giác hơi khó chịu. Nhưng anh em mà mới tập thì nên đeo vào cho nó an toàn. Hùng sẽ xin phép
kéo cái camera này xuống thấp hơn để mọi người có thể, đấy mọi người có thể nhìn thấy sau lưng có 150 quả bóng. Ok, cái sản phẩm này nó hôm xưa xin nói một chút về cái sản phẩm này, nó thế mạnh của nó như nào. Ok, với anh em chơi cầu lông, mọi người biết đấy, cầu lông một môn thể thao thiên về cổ tay, và nếu chúng ta có thể làm cách nào đó để chúng ta cải thiện cổ tay của mình thì cái trình độ kỹ thuật cầu lông của chúng ta đi nó lên rất là nhanh, đúng không ạ? Dĩ nhiên là trước tiên là chúng ta phải đúng kỹ thuật đã, và tiếp theo yêu cầu tiếp theo sau khi chúng ta đúng kỹ thuật là chúng ta có lực cổ tay tốt thì chúng ta sẽ có những pha đập cầu rất là mạnh, những pha tì cầu rất là khó chịu sát lưới, và những pha ve cầu thì rất là tốt. Bây giờ Hùng cũng rất là tự tin với những pha ve cầu, những pha đập cầu của mình. Hùng đập cầu có nói chung là cũng khá mạnh, và ve cầu thì cũng khá là tự tin. Ép ve đúng không? có thể nói là mình tự tin mình xử lý những pha cầu ve thì đó là những tác dụng mà cái quả bóng tập cổ tay này nó đã mang lại cho Hùng. Ngày xưa nếu cách đây một năm thì Hùng đang đánh với mức cân là 10 cân rưỡi và còn rất là khó khăn để đánh được. Tuy nhiên nhờ tập quả bóng này một cách đều đặn thì hiện tại mức cân của Hùng nó đang là 11 cân rưỡi, và Hùng vẫn cảm thấy là có thể là mình sẽ phải đánh lên tầm 11 cân 8 thì nó vừa tay. Có nghĩa là Hùng cảm thấy cổ tay Hùng đang rất là khỏe, rất là có lực nhờ cái tập luyện cái bóng này kiên trì và thường xuyên. Công thức để tập luyện cổ tay ở đây đó là đúng, đủ và đều. Mọi người hãy tập đúng theo những gì Hùng hướng dẫn. Hùng đã có cái video hướng dẫn rất là chi tiết ở trước đó rồi, thì mọi người có thể xem ở trên kênh YouTube của Hùng. Mọi người vào phần playlist, rồi mọi người vào cái phần playlist có tên là bóng tập cổ tay, thì cái video đầu tiên trong cái playlist đó, trong cái danh sách phát đó, thì nó là cái video hướng dẫn sử dụng bóng tập này rất là chi tiết mọi người. Bây giờ và quả bóng tập này thì Hùng xin nói giới thiệu thêm một chút, đó là nó tại vì sao nó lại là quả bóng tập hiện đại nhất bây giờ. Thứ nhất, nó so với những quả bóng trước đây, nó là một quả bóng đến từ một thương hiệu chuyên sản xuất về bóng. Cái thứ hai, nó là sản phẩm cải tiến mới nhất với công nghệ khởi động không cần dùng dây, có nghĩa là chúng ta không cần một chiếc dây để khởi động, không cần phải xỏ dây vào xong quấn xong giật ra như ngày xưa nữa. Và cái thứ ba, đặc điểm cực kỳ nổi bật và ưu tú của quả bóng này mà Hùng nhận ra trong cái quá trình mà Hùng test gần loại chục loại bóng khác nhau, đó là cái quả bóng này nó chạy rất là êm và lực va đập của nó rất là lớn, nên là cái quá trình mà chúng ta tập với bóng thì chúng ta nó rất là thuận với chiều cổ tay và chúng ta cảm giác nó tập rất là hiệu quả và ăn vào cổ tay rất là nhiều. Còn một số loại bóng khác trên thị trường thì tuy là rẻ thật đấy, ok có những sản phẩm người ta bán 150.000 thôi, nhưng nói thật luôn, cho loại đấy cầm lên tay Hùng chỉ muốn ném đi, bởi vì Hùng đã có kinh nghiệm sử dụng bóng và Hùng đã có cảm giác rất là chi tiết, rất là tường tận với từng loại bóng khác nhau, nên Hùng biết là cầm quả nào trên tay là quả nào tập hiệu quả, cầm quả nào tập vớ vẩn, thậm chí nhiều quả nó văng lực của nó không đều, nó không đều, thế là khiến cho chúng ta tập và dẫn đến chấn thương đau cổ tay, bởi vì lực nó không đều, nó cứ văng, nó không đúng cái chiều xoay cổ tay này, rất dễ gặp chấn thương. Đấy thì anh em nào muốn cải thiện cổ tay, muốn chơi cầu lông tốt hơn, muốn những pha đập cầu của mình, những pha ve cầu của mình được mạnh hơn và uy lực hơn, những pha tạt cầu ngang chuẩn xác hơn với những pha ép lưới bằng cổ tay thì chúng ta sẽ không vồ vào lưới. Còn ngược lại chúng ta đánh cánh tay chắc chắn là những pha vồ lưới thường rất thay lỗi. Chúng sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Ok, như Hùng đã giới thiệu thì bóng này khởi động không cần dùng dây. Trên bóng thì nó có chiều mũi tên như này, thì mọi người hãy ẩn nó về phía trước, ẩn nó về phía trước và mọi người giữ. Ok, khoảng vài vòng rồi, mọi người thả nó ra. Ok, bắt đầu mọi người thả lỏng cổ tay và mọi người cảm nhận. Mọi người nhớ là mọi người không được dùng cánh tay quay như này, mà mọi người phải dùng cổ tay như Hùng này. Hùng sẽ quay nó lên rất là nhanh bởi vì Hùng biết cách quay rồi, và cổ tay của đây, cổ tay của Hùng rất là quen. Vâng, trong cái quá trình quay thì bóng nó sẽ càng ngày nó càng sáng lên, mọi người quay càng mạnh thì bóng càng sáng. Và nhiều người hỏi, nhìn thấy bóng nó sáng này, mọi người mới hỏi Hùng rằng cái quả bóng này dùng bao nhiêu lâu thì hết pin. Hùng xin giải đáp mọi người, quả bóng này nó không chạy bằng pin. Cái ánh sáng mà nó phát ra như này đó chính là cái lực mà tay của chúng ta tác động vào quả bóng này và biến cái lực tay của chúng ta thành điện năng, có nghĩa là cái quả bóng này sẽ không bao giờ hết pin cho đến khi nó hỏng. Mọi người hiểu vấn đề không ạ? Nó sẽ biến quả bóng này, nó giống như kiểu một thiết bị phát ra điện vậy, nó gần giống như kiểu máy phát điện. Thì trong quá trình Hùng quay thì nó sẽ khiến cho quả bóng tạo ra điện và làm cho quả bóng nó sáng như này. Mọi người có thể hiểu nguyên lý như thế. Ok, và sau đây thì Hùng sẽ dạy mọi người cách quay nhá. Còn nếu mà mọi người muốn biết cách sử dụng chi tiết nhất thì mọi người có thể xem lại cái video trước mà Hùng có giới thiệu mọi người đấy. Ok, thì Hùng quay theo chiều kim đồng hồ. Và quay theo chiều này thì để tập cổ tay thuận, tức là để tập cổ tay cho đánh những pha cầu thuận tay, những pha cầu cùng phía với phía tay cầm vợt của mình, những pha cầu thuận tay, những pha đập cầu, những pha tạt cầu ngang. Còn theo quay theo chiều ngược lại, ngược chiều kim đồng hồ, thì để tập cổ tay trên cho những pha ve cầu, cho những pha ve cầu, cho những pha backhand. Trong tiếng Anh người ta gọi là backhand, trong tiếng Việt chúng ta gọi là rve hoặc gọi là ve cầu. Ok, và Hùng sẽ quay theo chiều thuận nhá. Mọi người nhớ rằng lưu ý để sử dụng quả bóng này. Mọi người, ok, hơi ngửa lên, quay theo chiều thuận. Chúng ta hơi ngửa lên như này và chúng ta dùng cổ tay để xoay, chứ chúng ta không dùng cánh tay. Nhớ là dùng cổ tay. Ok, mọi người hãy xem Hùng dùng cổ tay nhá. Mọi người có thể nghe thấy tiếng quả bóng nó càng ngày nó càng mạnh lên, để lực văng của nó rất lớn, nó khiến cho tay Hùng phải gồng hết cả lên, mọi người thấy không ạ? Chỉ vài sau vài ngày tập luyện thì cái cơ tay của mọi người nó sẽ chắc lại, và mới đầu mọi người chỉ cần hai ngày thôi, mọi người sẽ cảm nhận là cái tay của mình khỏe lên rất nhiều, các cái cơ này của mọi người nó sẽ săn chắc hết lại, cùng với đó là những cái cơ nó giữ cổ tay này nó cũng sẽ chắc lại và khiến cho cổ tay chúng ta khỏe hơn. Ok ạ, đấy là quay thuận nhá. Quay thuận thì mọi người hơi ngửa lên nha. Đó, mình quay một tí mà mỏi như tay rồi, mình sẽ phải cầm sang tay này
Để Hùng ấy cho nó đỡ mỏi đã. Mới đầu mọi người quay, mới đầu mọi người mới tập thì mọi người đừng có cần quay mạnh quá, nhưng mọi người chỉ cần quay với tốc độ đều như này thôi, chứ mọi người đừng quay mạnh như Hùng hướng dẫn. Đây mọi người chỉ cần quay đều như này, làm sao cho mọi người vẩy đều cái cổ tay này này. Mọi người phải dùng cổ tay để vẩy nhá. Còn tiếp theo để tập cho những quả ve cầu cho cổ tay trên chúng ta khỏe, chúng ta hãy úp cái cổ tay xuống. Nhưng Hùng xin lưu ý một lỗi mọi người rất hay thường gặp, đó là mọi người trùng hẳn cổ tay xuống như này và mọi người cứ quay như này. Việc quay như này nó là sai kỹ thuật, nó sẽ tác động lực vào cái cổ tay của mọi người rất là lớn và nó khiến cho cổ tay của mọi người bị đau. Đó là cái tập sai không được trùng. Và mọi người hãy thẳng tay này, úp tay xuống thẳng tay như này, rồi mọi người xuống xong mọi người lại vẩy lên theo quy luật tròn. Mọi người hãy xem cách Hùng vẩy này, thả lỏng cổ tay rồi mới vẩy, nhớ thả lỏng cổ tay đấy. Mọi người hãy xem cách mà Hùng vẩy từ dưới lên đấy, thì trong quá trình chúng ta ve cầu thì cái quá trình chúng ta phát lực cũng giống như thế. Vẩy cổ tay, dùng cổ tay rất là nhiều đấy. Hùng vẩy mấy cái Hùng đã cảm thấy rất là mỏi rồi. Khi mọi người vẩy mấy cái mọi người thấy mỏi thì hãy dừng quay lại và quả bóng nó sẽ yếu dần đi, quả bóng sẽ yếu dần đi thì nó sẽ văng đỡ mạnh hơn, rồi chúng ta lại tiếp tục vẩy thì nó sẽ tiếp tục mạnh hơn. Vẩy, phải nói là Hùng cảm thấy rất là sướng khi cầm quả bóng này mọi người. Nó êm và nó văng lực đều lắm, nó êm lắm, cầm tập thích dã man luôn mọi người ạ. Đấy là một điều mà Hùng cực kỳ tâm đắc và yêu thích của quả bóng này. Chính xác là gần 2 tuần rồi Hùng không được cầm quả bóng này tập, và bây giờ Hùng cảm thấy nó lại đang rất là hiệu quả. Đến những cái quả bóng mà Hùng đã, quả bóng Hùng tập mà khách còn đòi mua thì mọi người biết hàng nó hot như nào đấy. Hàng nó hot như nào, Hùng đảm bảo sau 1 tuần nữa Hùng khẳng định 100% mọi người, 150 quả bóng này sẽ không còn một quả nào, đó là lời hứa chắc chắn của Hùng. Bởi vậy mà anh em nào muốn quyết định đầu tư cho mình thì hãy liên hệ Hùng ngay. Nếu chưa quyết định đầu tư thì cũng không sao, chúng ta hãy để đợt hàng sau chúng ta đầu tư sau cũng được. Đấy thì chúng ta tập như này vậy. Ok, mỗi ngày Hùng ngồi test bóng cho khách thì ok, với quả bóng này nhá, mỗi ngày mọi người chỉ cần tập 10 phút đến 15 phút mỗi ngày thôi. Để cho tức là chúng ta không cần tập nhiều quá. Cái việc mà chúng ta tập nhiều quá thì nó cũng không tốt. Mọi người nên nhớ nhá, cái gì cũng chỉ cần đủ thôi. Đúng, đủ và đều. Tập đúng tức là như Hùng hướng dẫn lúc nãy. Tập đủ tức là mỗi ngày chỉ cần tập tầm 10-15 phút thôi. Tập nhiều thì mọi người cũng không thể nâng cao được cái cổ tay của mình lên luôn được đâu ạ. Nếu mà tập nhiều mà nâng cao được cổ tay lên luôn thì Hùng quay cả ngày luôn. Đấy thì Hùng có lời khuyên mọi người, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 10-15 phút thôi. Với quả bóng này thì nó còn có bao đựng nha mọi người. Hùng sẽ tặng kèm cho mọi người một cái bao đựng để mọi người có thể đựng bóng, bảo quản bóng và mang bóng đi bất cứ nơi đâu. Mang bóng đi bất cứ nơi đâu nha mọi người. Cùng với đó là Hùng sẽ tặng kèm cho mọi người 2 cuốn cán. Ok, Hùng sẽ xin phép một. Ok, cùng với bóng, nếu mà mọi người mua bóng thì Hùng sẽ tặng cho mọi người 2 chiếc cuốn cán chống trơn trị giá 20.000 để mọi người có cơ hội để trải nghiệm cái sản phẩm cuốn cán chống trơn độc quyền Hùng phân phối này. Một sản phẩm phải nói là nó giải quyết cái vấn đề mồ hôi tay và trơn tuột vợt cho anh em cầu lông rất là triệt để, rất là tốt. Có nghĩa là nếu mà anh em mua Zonexit 30.000 một cái thì mua cái này sẽ tiết kiệm 3, chính xác Zonexit 35.000 một cái. Mua cái này rất tiết kiệm, có tác dụng chống trơn, trượt rất tốt, thấm mồ hôi rất tốt và giải quyết được vấn đề cho rất là nhiều người rồi. Trước tiên nó giải quyết vấn đề cho Hùng và nó đã giải quyết vấn đề cho hàng vài trăm hàng nghìn khách hàng đã mua sản phẩm của nhà chống trơn này bên Hùng, và trên 95% khách hàng phản hồi cực kỳ tốt và quay trở lại mua hàng mọi người. Đấy thì Hùng mong muốn là khi mà mọi người mua bóng ấy, Hùng sẽ tặng cho mọi người để mọi người có cơ hội trải nghiệm. Bởi vì là nhiều anh em bảo là thằng này quảng cáo đéo biết thực tế thế nào, thì ok, đây anh em mua bóng thì Hùng để tập cổ tay thì Hùng sẽ tặng cho anh em 2 cuốn cán chống trơn để anh em trải nghiệm đấy nhá. Rất nhiều và tặng kèm một bao đựng bóng luôn nhá. Ok, phần quà rất là giá trị, cái bao đựng bóng này Hùng phải đặt may sản xuất riêng chứ nhập bóng này thì sẽ không có. Nhập bóng này, bản chất của bóng này tính tiền riêng, còn cái bao này đặt may tính tiền riêng. Đấy thì anh em nào đánh cầu thì có thể là cái tay phải của chúng ta nó to hơn tay trái thì chúng ta cũng có thể dùng quả bóng này để tập cho tay trái của chúng ta nó khỏe hơn. Hùng phát hiện ra là cái tay phải của Hùng khỏe hơn tay trái rất là nhiều, thì Hùng đã bỏ bê tay phải rất là nhiều rồi. Thì Hùng cũng bây giờ từ lâu thì Hùng cũng bắt đầu phát hiện ra điều này và Hùng tập cho cả tay trái nữa. Tập đấy, cái tay trái này Hùng chưa biết cách tập, mọi người thấy không ạ? Nó rất là ngượng bởi vì là đây là rất ít khi Hùng quay với quả với tay trái. Thì mọi người hãy tập giống như Hùng hướng dẫn, hãy vẩy như này rất là tuyệt vời mọi người. Thực sự quả bóng chạy rất là êm, lực văng rất là lớn, cầm sướng dã man luôn. Đó thì mọi người hãy, nếu mà mọi người thấy cái sản phẩm này thực sự có giá trị mọi người thì mọi người hãy đầu tư cho mình một sản phẩm, nó rất rẻ thôi, chỉ 250.000 trên một sản phẩm thôi. Và nếu anh em đặt trên Shopee theo đường link phía dưới mô tả trên YouTube nha, thì cái giá sản phẩm này Hùng để mức ưu đãi đó là 230.000 trên sản phẩm cho anh em đặt hàng qua Shopee nha. Ok không ạ? Và nếu anh em không đặt hàng qua Shopee được thì mọi người cũng có thể nhắn tin vào đường link Facebook ở phía dưới cho Hùng để mọi người có thể đặt mua hàng nha. Trực tiếp vào Shopee đặt hàng hoặc nhắn tin cho Hùng qua đường link Facebook phía dưới Hùng để đó, thì mọi người hãy nhắn tin cho Hùng để Hùng có thể tư vấn và Hùng có thể gửi hàng cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy thì Hùng phải tắt quả bóng đây, Hùng mỏi nhiều tay rồi. Mỗi ngày đúng đủ và đều nhá. Mỗi ngày chúng ta tập nó mỗi ngày chỉ đúng tức là tập đúng cách, đủ tức là mỗi ngày chỉ cần tập 15 phút thôi, đều tức là hàng ngày chúng ta sẽ tập cái bóng thì cái cổ tay chúng ta rất là khỏe luôn, tự tin luôn đấy. Hơn một tuần thì Hùng không được cầm quả bóng này. Thực sự là hơn một tuần thì Hùng không được cầm quả bóng này và bây giờ cầm vào nó xong cảm giác nó sướng thế.
Thực sự cảm giác đầu tiên là sướng. Sướng bởi vì về 150 quả bóng, và sướng bởi vì Hùng lại được cầm lại những quả bóng tuyệt vời này. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Và hãy đầu tư cho mình ngay một quả bóng bằng cách đặt trực tiếp hàng trên Shopee nếu bạn biết đặt hàng qua Shopee, hoặc mọi người có thể nhắn tin với Hùng qua Facebook theo đường link ở dưới nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ chính xác là đây, mọi người có thể nhìn đồng hồ đó. Bây giờ là 12:30 đêm rồi. Hùng còn phải đi ngủ và sáng sớm mai cũng phải đi chạy. Và mục tiêu sáng mai Hùng sẽ là chạy 30 vòng sân bóng đá trường Viện Tài chính. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo của Hùng.